Xin kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Điểm tin trưa của Sun TV. Và chương trình ngày hôm nay ngày 8 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh nóng rực với 1.200 ca nhiễm mới trong 24 giờ, tổng số đã gần 8.400 ca. Khách tử vong khi nâng ngực, chủ phòng khám âm thầm chở đến trại hòm khâm liệm. Sau đây sẽ là thông tin chi tiết. Thành phố Hồ Chí Minh có 1.200 ca mắc mới chỉ trong vòng 24 giờ vừa qua, nâng tổng số ca mắc tại thành phố là 8.400 ca. Hiện tại thì Bộ Y tế đang huy động 10.000 nhân viên y tế trong cả nước để vào hỗ trợ cho thành phố Hồ Chí Minh. Sáng ngày 8 tháng 7, Việt Nam ghi nhận thêm 314 người nhiễm nCoV, trong đó thành phố Hồ Chí Minh có 234 ca, Bình Dương là 80 ca. Tại thành phố Hồ Chí Minh, 184 ca là các trường hợp trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, 50 ca vẫn chưa rõ được nguồn lây. Và trong 24 giờ qua, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận hơn 1.200 ca mới, nâng tổng số ca nhiễm tại thành phố này lên gần 8.400 ca, trở thành điểm nóng của cả nước, hiện đặt mục tiêu lấy 1,3 triệu mẫu xét nghiệm mỗi ngày. HCDC cho biết, thành phố đã xây dựng phương án đảm bảo cung ứng đủ nguồn thiết yếu cho người dân trong khoảng thời gian giãn cách xã hội, bình ổn thị trường, do vậy người dân không nên lo lắng, đồng thời đang xét duyệt hồ sơ hỗ trợ cho gần 70.000 người bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, gồm những người buôn gánh bán bưng bán vé số, trong đó có gần 8.600 người tạm trú, bốc phát, lượm ve chai và xe ôm. Bộ Y tế cũng quyết định huy động khoảng 10.000 cán bộ nhân viên y tế trên cả nước tham gia hỗ trợ chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, với các địa phương là điểm nóng như Đồng Nai, Bình Dương, Quảng Ngãi, Phú Yên, Đồng Tháp, Long An và Tiền Giang, Bộ Y tế cũng quyết định thành lập và cử 7 đoàn công tác đến hỗ trợ. Giữa tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có nhiều chuyển biến phức tạp, thì một phòng khám tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn mở cửa và đón khách đến để nâng ngực. Tuy nhiên, thì cô gái này đã tử vong ngay trên bàn mổ và sau đó thì hai cha con chủ của phòng khám đã âm thầm đưa thi thể của nạn nhân đến trại hòm để khâm liệm và mai táng. Đêm ngày 4 tháng 7, nhà chức trách nhận thông báo của người dân về việc hai người từ thành phố Hồ Chí Minh lái xe ô tô chở thi thể của một cô gái đến một trại hòm ở xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè nhờ khâm liệm và mai táng. Qua làm việc thì công an đã xác định hai người đi ô tô là H 59 tuổi và con gái ruột ở phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Theo lời khai ban đầu, sáng ngày 3 tháng 7, chị T, 30 tuổi, ngụ tại phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, đến phòng khám của ông H để phẫu thuật nâng ngực. Trong quá trình phẫu thuật thì cô gái này tím tái, khó thở rồi tử vong. Sau đó, chủ phòng khám đưa thi thể nạn nhân lên ô tô, rồi cùng con gái chở đến trại hòm tại huyện Cầu Kè, yêu cầu trại hòm khâm liệm mai táng. Người ở trại hòm nhận thấy dấu hiệu bất thường nên đã báo cảnh sát. Vào ngày 7 tháng 7, công an huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh bàn giao đương sự liên quan cho công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh điều tra nguyên nhân tử vong của cô gái 30 tuổi này. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Điểm tin trưa ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hãy nhấn like và subscribe kênh Sun TV để có thể cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.